trên sân hàng đẫy vào ngày 14 tháng 4 vừa qua. Ngoài những đơn vị truyền thông truyền hình trong nước, chúng tôi bất ngờ khi bắt gặp ekip truyền hình quốc tế, đó là Guy Beckman và hai đồng nghiệp nữa của anh đang tác nghiệp trên đường Beach. Guy, một phóng viên tự do đến từ London, đang cộng tác với kênh truyền hình FIFA TV với nhiệm vụ mang đến thông tin về đời sống bóng đá từ khắp các nước trên thế giới. Tôi đến đây từ 3 ngày trước để quan sát và ghi hình. Chúng tôi đã có mặt trong buổi tập của câu lạc bộ Hà Nội để tiếp cận với một số cầu thủ. Theo chân họ đến sân hàng đấy và đối tượng tiếp theo của chúng tôi ngày hôm nay sẽ là những cổ động viên. Tôi đã không thể theo dõi kỹ trận đấu này bởi các cổ động viên ở đây quá cuồng nhiệt và ấn tượng. Có thể thấy rằng dù đã đặt chân đến rất nhiều quốc gia và tiếp xúc qua nhiều nền văn hóa bóng đá, nhưng không khí trên sân hàng đấy đã khiến những phóng viên ngoại quốc này không khỏi bất ngờ. Một trong những lý do quan trọng khác khiến họ hiện diện ở Hà Nội những ngày qua, đó chính là việc giới thiệu đến thế giới lứa cầu thủ U20 của Việt Nam, những người chuẩn bị có lần đầu tiên góp mặt ở World Cup. Theo quan sát của chúng tôi, thì những thành viên có mặt trong đội tuyển U20 quốc gia của Hà Nội đã chuẩn bị rất tốt. Sẽ là một giải đấu đầy thú vị vì họ chơi khá ấn tượng. World Cup là một giải đấu chất lượng và tôi hoàn toàn tin rằng những cầu thủ trẻ của Việt Nam sẽ chơi tốt. Tôi nghĩ rằng các bạn sẽ có cơ hội giành chiến thắng 2 trong 3 trận đấu. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Guy đã dành rất nhiều lời khen ngợi đến các cầu thủ của Hà Nội FC. Khi được hỏi về cầu thủ mà anh ấn tượng nhất, không phải suy nghĩ quá lâu, Guy trả lời. Các bạn biết về Quang Hải chứ? Tôi rất ấn tượng với anh chàng đó. Bên cạnh đó còn có Thành Lương và Văn Quyết. Nhưng tất nhiên, họ sẽ không có mặt trong tuyển U20 sắp tới. Guy và những đồng nghiệp của mình sau trận đấu này đã trên đường trở về London với rất nhiều kỷ niệm đẹp tại Việt Nam. Họ sẽ về nước và quay trở lại tác nghiệp tại SEA Games. Có thể thấy, bóng đá Việt Nam đã có cho mình một sức hút đang ngày một lớn hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Hy vọng đội tuyển U20 Việt Nam trong lần đầu tiên góp mặt tại World Cup sắp tới sẽ có một màn trình diễn thật tốt để tô điểm hơn nữa nét đẹp của bóng đá Việt Nam đến với bạn bè Nam Châu.